知道吗？我昨天去看医生，他只收我150块的挂号费耶。真的假的？怎么可能啊？真的啦，因为我有健保卡，如果用健保卡去看医生的话，那里就只会收你挂号费啊。啊，健保卡是不是不管你去看什么医生都可以用的？对啊，像你这样那么爱去看牙医，如果用健保卡去看的话，就会变得很划算。毕竟在印尼看牙医很不便宜呢。对，我来台湾之后都没去看过牙医了呢，因为我怕会很贵，而且学校帮我们办的健保卡我从来都没有用过。那你赶快去试试看吧，因为台湾是全世界唯一一个国家有健保卡的。健保卡是台湾政府帮我们付看医生的钱，所以才有看医生只付挂号费这件事啊。如果要拿药的话呢，也是免费吗？药的部分如果是医院开的给我们的，那他们就会付给我们，但如果自己到药局的话呢，就要自己付钱吗？啊，那我是不是现在就要预约看牙医了？可以啊，你要今天、明天、后天、大后天都可以啊，就被医生那里满了呢，你就不能去看啦。好嘛，先让我试试看嘛。你昨天去看医生怎么了吗？还好吗？还好还好，医生说我只是一般感冒而已，毕竟最近天气那么差，而且我都没什么睡，所以就是容易感冒了。了解。对啊，từ vựng đầu tiên của chúng ta là 健保卡 thẻ bảo hiểm y tế 健保卡 thẻ bảo hiểm y tế 健保卡thẻ bảo hiểm y tế. Từ vựng thứ hai của chúng ta là qua hào phê, phí đăng ký. Qua hào phê, phí đăng ký. Qua hào phê, phí đăng ký. Từ vựng thứ ba của chúng ta là yu yue, đặt lịch hẹn. Yu yue, đặt lịch hẹn. Yu yue, đặt lịch hẹn. Bộ câu đầu tiên của chúng ta là Thái Quan sư chuyển sư chia唯一一个国家有健保卡。台湾 là quốc gia duy nhất trên thế giới có thẻ bảo hiểm y tế toàn dân。台湾是全世界唯一一个国家有健保卡的。台湾 là quốc gia duy nhất trên thế giới có thẻ bảo hiểm y tế toàn dân。Mẫu câu thứ hai của chúng ta là 如果有健保卡的话去看医生只会收挂号费。Nếu như có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ cần trả phí đăng ký khi đi khám bệnh. 如果有健保卡的话去看医生只会收挂号费。Nếu như có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ cần trả phí đăng ký khi đi khám bệnh. Chuyên mục của chúng ta đến đây là kết thúc. Quý vị khán giả nhớ về ôn tập lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục tiếp theo. Bye bye!